Vâng, rõ ràng nguy hiểm đang rình rập các hộ dân sinh sống tại tổ 6, khu 3B, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, điều người dân nơi đây bức xúc đó là nguyên nhân của sạt lở chưa được cơ quan chức năng làm rõ. Và phía công ty cổ phần gốm xây dựng Giếng Đáy chỉ hỗ trợ nhỏ giọt cho người dân, khiến cuộc sống của họ đã khó, nay lại càng thêm khó. Vậy thực hư chuyện này ra sao? Sau đây là tìm hiểu tiếp theo của phóng viên VTC14. Tình trạng sụt lún nứt nẻ đã lan rộng từ phía vườn vào sân và lên những ngôi nhà kiên cố của người dân như thế này. Sau cơn bão số 3 vừa qua, tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng hơn và những ngôi nhà như thế này có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Theo người dân, mặc dù ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản và tính mạng của người dân, tuy nhiên phía công ty cổ phần gốm xây dựng Giếng Đáy lại khẳng định việc khai thác sét của họ hoàn toàn đúng quy trình và chỉ hỗ trợ một phần nhỏ cho người dân xung quanh nơi đây. Làm việc với VTC14, Ủy ban nhân dân phường Giếng Đáy thừa nhận tình trạng sụt lún nứt nẻ của các hộ dân tại tổ 6, khu 3B là hết sức nghiêm trọng. Trước cơn bão số 3 vừa qua, chính quyền đã yêu cầu người dân di rời ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ủy ban dân phường đã đề nghị là các hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng chủ động di rời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn. Sau đó, Ủy ban dân phường đã báo cáo về thành ủy và Ủy ban dân thành phố để xin ý kiến, đồng thời cũng đã làm việc với công ty cổ phần gốm xây dựng Giếng Đáy. Sau đó thì Ủy ban nhân dân phường cũng đã phân công các lực lượng của phường hỗ trợ các hộ dân di chuyển tài sản, cũng như phân công lực lượng bảo vệ tại khu vực đó để đảm bảo an toàn cho nhân dân. Cũng theo ông Trường, mỏ khai thác đất sét của công ty cổ phần gốm xây dựng Giếng Đáy được cấp phép từ năm 2004, khai thác tới ngày 31 tháng 12 năm 2024 với độ sâu âm 20 mét. Hiện tại, phía công ty cổ phần gốm xây dựng Giếng Đáy mới khai thác đến độ sâu 13 mét. Để có thể khẳng định việc khai thác sét của công ty cổ phần gốm xây dựng Giếng Đáy gây sụt lún nhà dân, ông Trường cho rằng cần phải chờ thêm kết luận của cơ quan chuyên môn. Tuy nhiên, phía công ty này đã bước đầu hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong thời gian 6 tháng. Hộ nhiều nhất nhận được số tiền 29 triệu đồng, hộ độc thân nhận mức 17 triệu đồng. Ủy ban dân phường đã báo cáo với thành phố và làm việc với công ty cổ phần gốm xây dựng Giếng Đáy thực hiện hỗ trợ cho các hộ dân theo quyết định số 23 ngày 15 tháng 7 năm 2022 của An tỉnh Quảng Ninh, thì hỗ trợ các hộ dân theo quyết định của An tỉnh. Hiện nay thì công ty đã triển khai thực hiện ngày 31 tháng 8 2022 thì Ủy ban dân phường sẽ chi trả hỗ trợ số tiền cho 16 hộ dân, là tổng số tiền là 358 triệu đồng. Đối với hộ độc thân là hỗ trợ được 6 tháng là tổng số tiền sẽ là 17 triệu đồng. Và hộ có từ 2 đến 4 người trở lên và hộ từ 5 người trở lên thì sẽ có tổng số tiền là 29 triệu đồng. Tuy nhiên, với nhiều người dân, mức hỗ trợ trên là quá thấp và họ mong muốn công ty cổ phần gốm xây dựng Giếng Đáy phải có trách nhiệm đền bù xứng đáng với thiệt hại nhà cửa của dân. Thì tôi rất là mong tất cả những các ban ngành, gọi chính quyền, đảng và nhà nước cố gắng là hỗ trợ cho người dân chúng tôi để cho có một cái cuộc sống gọi là cho nó bình yên như mọi người, để cho nó yên tâm. Và những cái gì mà đã gây ra để gọi là thiệt hại cho dân của nhà máy gạch thì hãy lên bồi thường trả hoàn trả cho chúng tôi. Công ty gốm giải quyết nào nhanh chóng để cho chúng tôi có chỗ ăn, chỗ ngủ. Bồi hoàn nguyên lại thì phải báo là một năm hay hai năm hay ba năm thế nào. Thế trong khi đó chúng tôi di dời này trong ba năm thì công ty gốm là phải có câu trả lời. Chúng tôi đi khoảng ba năm thì ba năm chúng tôi mà đi thuê nhà thì công ty gốm đã có như nào để giải quyết cho 15 hộ gia đình này. Liên quan đến nội dung này, Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long cho biết đã giao phòng quản lý đô thị thuê đơn vị tư vấn kiểm định đánh giá mức độ sạt lở, nguyên nhân gây sạt lở đất, lún nứt công trình của một số hộ dân xung quanh khu vực khai thác mỏ sét thuộc công ty cổ phần gốm xây dựng Giếng Đáy, đồng thời yêu cầu công ty này chủ động thực hiện các biện pháp gia cố, khắc phục tuyến đường dân sinh, sạt lở đất, đảm bảo an toàn cho các công trình của hộ dân liền kề.